Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nêu một cái project ra đây đúng không? Giả sử như vậy. Rồi, giả sử giờ tôi làm một cái rất là đơn giản. Coi nha, tôi làm cái wall. Tôi đi từ những cái rất là đơn giản. Hôm nay chúng ta đi vô phần family. Chúng ta nhìn đến level 2. Đây là tôi kéo vào đây. Ở một cái góc nào đó. Giả sử là cái này. Bây giờ chúng ta nhìn ra 3D đi ha. Ok. Chúng ta mới thấy ở trên cái home này nè, trong cái wall nó có cái wall sweep đúng không? Và wall review, chúng ta biết chuyện này rồi. Chúng ta có một cái gọi là wall review. Cắt đây. Vậy thì hai cái chỉ nổi này nè và cắt cái chỉ lõm này á. Đó không? Cái chỉ đầu chỉ lõm này, chỉ đầu chỉ lõm này đó. Đấy không? Cắt âm vô trong tường thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa biện dạng đó. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta nhìn thấy thông số nó đây nè. Nhưng mà chúng ta vấn đề là hôm nay chúng ta đi từng cái, chúng ta chế, tự động chế. Nhìn vô trong này chúng ta thấy cái family của nó nè, cái profile của nó là đây. Đúng không? Vật liệu các thông số liên quan, cái chỗ nào mà còn trắng như vậy đó, tức là lát chúng ta bốc khối lượng á. Chúng ta bốc vật tư ra nó sẽ ra nó nếu chúng ta không đưa một cái gì vô đây á, thì nó sẽ ra đúng cái chỗ đó, nó để một trống. Ví dụ như vậy thì tôi mới nói ra ngoài tôi làm một cái family. Tôi nêu một cái family. Family ở đây có nghĩa là họ các cái đối tượng, đây chính là thư viện. Chúng ta thấy có nhiều cái template. Nhiều template để dạng cái định dạng của nó sẵn ở đây. Thì trong này nó cái nào matrix và đích hệ mét hết đúng không? Còn khi mà chúng ta mà chú thích 2D giống như CAD, những cái lock đồ AutoCAD rồi vẫn mà chẳng giải hạn đó. Cái gì mà chúng ta có từ CAD mà chúng ta đã dễ quen thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy qua được. Ví dụ vậy, đặc biệt là mấy anh mà bên kết cấu rồi đó, chẳng hạn ví dụ cắt khai triển, cắt tiết diện của dòng cột hay gì đó, các cái cấu kiện vân vân, nó có từ CAD giờ lấy qua. Thì cha của tất cả mọi thứ ở đây tính là matrix profile. Matrix profile là của cha, là cái thủy tổ với cái cha hết của tất cả những thứ nằm ở đây. Thì chúng ta mở lên chúng ta thấy hai cái vết màu xanh. Hai cái vết này chính là hai cái mặt phẳng tham chiếu, hai cái red plane. Ngoài ra không có gì hết, không có gì ở đây hết. Tức là, nhưng mà như vậy thì chúng ta mới làm một cái, chúng ta ra new cái family ở đây nè, new cái family. Làm cái đơn giản nhất, chúng ta nhìn thấy matrix profile này á, nó có một cái gọi là matrix profile hot. Hot tức là chứa, hot là được chứa lên một cái gì đó, được gá, được chứa lên một cái gì đó. Thì chúng ta thấy là ở đây nè, tôi làm cái g chỉ nổi này bằng cách là profile hot. Chúng ta thấy cái đối tượng đây là hot. Ví dụ như trong trường hợp đó là cái sàn, đối tượng hot là cái sàn. Trong trường hợp đó là cái tường, trong trường hợp này cái hot face là đây, đúng không? Cái gì đó. Hoặc là cái gì đó. Chúng ta mới ra ngoài này nè, chúng ta có nhiều cái công cụ, ta vô cái trong môi trường nó gọi là fam, nó gọi là family editor, tức là cái chương trình biên tập để làm cái family này. Chúng ta có rất là nhiều công cụ đây, như cái mà chúng ta thấy nè, chúng ta có thể đưa một cái chúng ta tự vẽ lấy như kép vậy, là tắt là đây. Chúng ta có thể đưa một cái detail component, là đưa một cái từ ngoài vô trong thư viện của nó có một cái thư mục mà chúng ta nên tận dụng. Cái bản 212 nó có rất nhiều. Đây là với những cái công việc khác nhau, với những công việc khác nhau thì chúng ta có những cái, chúng ta có đầy đủ những cái family, có những cái khối 2D có sẵn đó để chúng ta đưa đây, chúng ta sử dụng. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nói tôi vẽ lấy một cái khoảng cách đầy hoàn toàn ấn định được. Và chúng ta thấy là những cái thông số của cái biên dạng đó tôi vẽ lên cái mặt này, đúng không? Cái này nó hot, tức là lúc đó nó dù nó chứa lên một cái bất cứ một cái đối tượng nào, bàn ghế giường tủ hay là cái vật dụng nào đó là hot, thì cái này nó phải có một đối tượng chứa lên đó. Ví dụ cái máy tính hay cái quạt, cái này là nó gắn lên tường, thì vậy thì đối tượng hot của nó là cái wall, đúng không? Cái này là cái floor. Chúng ta có thể ràng buộc cái thông số nó bằng cách là vô trong này nè, chúng ta cho cái thước của nó, chúng ta sẽ ràng buộc nó các thông số nó với nhau, nhưng mà thôi chúng ta đẩy vô trong dự án, hoặc là chúng ta lưu nó lại thành một cái family. Tôi đặt đó là cái family 2 đi, có thể nó trùng. Hoặc là tôi đẩy thẳng vô trong dự án cũng được. Và vô trong này tôi sửa. Chúng ta thấy này, tôi bấm lên đây tôi sửa. Tôi sửa là edit lại, tôi đúp nó số 1. Và chúng ta sửa lại cái profile mà mới vừa load vô đó là family số 2. Chính là tiết diện cái biên dạng mà chúng ta mới vừa vẽ xong. Tức là cái này hoàn toàn có thể chỉnh sửa được, nhưng giờ chúng ta làm cái đơn giản nhất. Như vậy thì profile hot tích là như vậy. Chúng ta ra ngoài, chúng ta new cho nó một cái family nữa. Chúng ta có một cái, nó có rất nhiều thứ mà. Nếu mà đồ của kết cấu thì trong cái Revit Structure nó sẽ có rất nhiều family template để làm của kết cấu. Cơ điện cũng vậy, đúng không? Chúng ta thấy cơ điện là phần cơ điện này, nhưng mà trong phần MEB nó nhiều hơn. Chúng ta mới nói là profile mà gọi là review. Cái này là cắt cái chỉ lõm âm vô trong tường nè. Chúng ta thấy wall, chúng ta vẽ. Cái phần mà ra ngoài này không ý nghĩa gì hết. Nó âm vô sâu ở trong cái tường đó cỡ nào là do chúng ta quyết. Muốn vẽ cái gì đó là do chúng ta.
Còn nó đã ra tới đây rồi thì cái chuyện cái phần mà nằm xéo xéo ngoài nó không ý nghĩa nữa. Chúng ta có thể lưu nó lại giống như family hoặc là lót thẳng như dự án xài. Chúng ta làm đi rồi chúng ta tích lũy riết lâu ngày nó thành cái của mình. Edit, đúp một cái đặt tên là số 2. Và chúng ta xin lỗi nha, tôi sửa cái này lại, bấm cái này nè. Edit, đúp và đặt tên nó là số 2. Và tôi sửa cái profile của nó là đây, family số 3. Thì chúng ta thấy nó cắt vô trong tường kiểu này. Vậy thì chúng ta có thể chỉnh sửa nó thành cái hốc ở trong tường kiểu nào đó, không vâng. Làm cái hốc đó, hoặc là anh nào nó thích đặt cái đèn vô đó để hắt ánh sáng ra. Đúng không nè. Vậy thì chúng ta thấy hai cái rất là đơn giản. Bây giờ là Feta làm lại cho tôi. Một là profile hot tip và profile review. Xong những cái chuyện khác tôi sẽ nói ngay sau đây. Bây giờ chúng ta mới thấy là ra ngoài này chúng ta làm cho nó một cái, chúng ta new một cái family. Trong cái family đó chúng ta có cái, thí dụ như trong trường hợp này là cái boolean này, ok. Hay là bây giờ chúng ta làm cái stand ocean trước ha. Là stand ocean, tức là cái mũi bật. Chúng ta thấy đây nè, trên này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta. Thật ra là chính cũng là cái kia thôi, nhưng chúng ta thấy là trade survey, tức là đây là trade survey, tức là cái bề mặt của nó. Bề mặt của bật, mặt bật, đối bật. Và đây là cái chỗ mà chúng ta đi. Nó khuyên chúng ta là chúng ta vẽ cái mũi bật vô đây, vẽ biên dạng mũi bật đó. Nhưng cái này tôi nói bây giờ tôi thích vẽ thêm, thích kiểu nào đó, nên tôi vẽ thêm mấy cái gờ chống trượt hay là kiểu gì đó là do tôi đó. Thích vẽ gì đó là do tôi thôi. Đó, ra đây. Nó dài ngắn gì đó là do mình thôi. Chúng ta vẽ đây nè. Đó. 15 20 đó, 25 đi. Vậy chúng ta thôi, đó nó ra cái cung cái này. Nó là dày. Vẽ một cái đường thẳng từ đây đến đây. Cái biên dạng này rất là bình thường. Chúng ta đang đi những cái đơn giản nhất. Đẩy vô. Vô trong này. Trên cái đó chúng ta mới vẽ nó cái cầu thang nghĩa là đó thôi, cái cầu thang này là một đợt thôi, đó, một vế đẩy vô đây. Giờ tôi sửa cầu thang này chút xíu để cho thấy cái mũi bật đó. Cầu thang này tôi mới chọn cho nó, tôi đúp nó một cái. Làm gì làm thì chúng ta cứ quen, có cái thói quen là đúp nó ra đây số 3 chẳng hạn. Cầu thang này là bây giờ là chúng ta bỏ luôn. Cầu thang này là này có nha, đó chính là cái profile này. Đúng không? Nằm phía trước thôi. Chúng ta mới là cái chỗ này nè. Bỏ luôn hai cái đà limon hai bên này luôn. Ở giữa này thấy một cái dòm như như cái dòm duy nhất rồi. Có gì nữa không? Ok. Nhìn thấy là à cái này nó còn cái riser nữa. Nhìn đó chúng ta muốn làm cái là edit. Và chúng ta có một cái gọi là riser có không nha. Riser. Nói chỗ này là nâng luôn. Giống như cái cầu thang xuyên cá đó. Nhìn đây này cái mũi bật đây nè, thấy không? Cái đoạn này nãy tôi vẽ nó dài quá cho nên nó ra cái mũi bật đây nè, đúng không? Đó là chúng ta có được cái đó. Giờ chúng ta bấm lên đây, chúng ta nói là bây giờ cái mũi bật này là nó bọc luôn hết, không phải là front only mà nó là đi luôn ở trái phải thì làm luôn. Vậy thôi, nó bọc ở đây. Nên chúng ta có một cái nữa tên là bây giờ tôi vẽ cái wall. Cái wall đó là thuộc cái dạng wall này nè. Tường kiến. Nhưng mà tôi nói là tôi để là curtain wall. Để ý nha, tôi vẽ curtain wall. Kéo từ đây ra đây. Curtain wall này cho phép tôi nói sao theo một kiểu khác nữa đi. Bây giờ lên đây tôi dùng curtain đích tôi vẽ vô. Tại vì curtain wall nó có nhiều thứ đấy em đó. Rồi. Có nhiều cái thông số liên quan đó, một Phan nói đó là cái tường kiến. Nó hơi bị dướng phải không? Rồi thả boolean vô đây. Cái boolean này biên dạng là sửa được. Chế boolean luôn. Nó chỗ nào trống thì thảy đi. Thôi để thảy từng cái một cho nó dễ thảy. Rồi đó, 2-3 cái gì đó. Boolean nó là cái này. Tôi ra ngoài tôi mới nói là giờ tôi nêu cho tôi một cái family. Là tôi nói cái đó là profile boolean. Được chưa? Profile boolean này lúc đó tôi muốn chế gì tôi chế. Nó nói nè, đây là mặt trong của cái tường kiến đó, mặt ngoài nó đây nè. Đây là tâm của cái boolean đó, nằm đâu đó do mình vẽ, nói tôi vẽ một cái đi. Ví dụ vậy. Ở dạng là nó là nhôm hình hay là kiểu gì đó do tôi, đúng không? Do tôi tạo cái khung, mấy khung nhôm kiến này nè. Đó, vẽ cái gì đó vẽ. Vẽ nửa bên xong rồi vẽ nửa bên xong rồi đối xứng qua thôi, ví dụ vậy. Vẽ vậy đi, giả sử vậy. Mirror nó qua đây. Lớn nhỏ gì cũng biết, bây giờ đẩy đại vô đây đã. Đẩy vô rosette này. Và tôi đi sửa boolean đó, tôi coi cái boolean đó nha. Vô trong này cái tường này nè.
Tôi sẽ là edit nó cái double số 4. Ở trong này là boolean nó biên dạng gì nha. Nó có một cái boolean border type. Boolean này mình không thấy biên dạng đây nha Quang nha. Tôi có một cái là tôi chọn thẳng lên cái boolean này. Nó có một cái là tôi mới load vô đâu vậy. Tôi có một cái family này tôi load nó vô nó nằm chỗ nào. Edit. Edit cái time đó, tôi chọn cái boolean của nó đây nè. Size one dimension không phải. Biên dạng profile không thấy luôn. Mình load vô rồi mà. Để coi cái nó nằm đâu nha. Coi nó profile nằm đâu nha. Bình thường thôi. Edit. Profile nè. Số 5. Đúng không? Đó. Chúng ta thấy nó ra được cái biên dạng mà chúng ta muốn là đây nè. Được không? Như vậy thì bây giờ á, chúng ta có tất cả là đó, chúng ta làm đơn giản là làm hai cái này đi trong vòng 5 phút. Rồi bây giờ chúng ta nhìn ra đây nè nha, tôi new một cái family. Ta nói family trong này nó nhiều lắm cho nên là từ từ. Cái đấy nè đó. Grouling, cái chuyện này ground để tôi để đó. Stand notion làm rồi, bây giờ có RBC family. RBC family á, chính là cái chuyện nào mà mấy bạn tôi bấm ra đây nè. Mấy bạn thấy nếu mà bạn mua phần mềm có bản quyền thì cái thư viện này mấy bạn có bạn nào làm Badesmart rồi V-Ray rồi có hay có Badesmart rồi có xài RBC không? Có biết thư về V1 đó không? Biết đó không? Có biết RBC không? RBC thì nó là một cái thư viện 3D nằm ở đây nè. Chúng ta vô trong Arc Vision. Arc tức là kiến trúc đó. Vision.com. Chúng ta thấy như vậy. Trong Arc Vision này nè, nếu mà chúng ta muốn có cây cối hình ảnh thật giống như giày xe rồi, tất cả này là 3D hết. Thì nó chỉ dành cho, nó gọi là RBC, cho nên là RBC chúng ta có thể vô đó trial kiểu gì đó, hàng ngàn người 3D kiểu này, cây cối, đủ các kiểu để người ta làm cảnh quan. Bạn nào mà quan tâm tới thì làm cái đó, đúng không? Nó dành cho nè, rất là nhiều thứ phần mềm trong đó có Revit nè. Ok. Đó, chúng ta thấy này ha. Vô đó coi, nhiều lắm luôn. Cứ vô trial đi, cứ năm là nó bán ví dụ như là muốn hết tất cả đó công ty, được ra là họ công ty truy cập vô thoải mái trả nó $500 thì cái công ty đó là xài thoải mái luôn, ai muốn xài nhiều xài thì để dành cho cái kiểu đó. Cái đó thì nó gọi RBC. RBC là đây, chúng ta nhìn ra 3D thấy nè. Thứ nhất là chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy nó nè, nó chính là cái hình con người. Thật ra nó vậy là khi mà render mới thấy, thì tôi nói dù đó tôi nhìn xuống mặt bằng. Thứ nhất là chúng ta bấm vào nó và chúng ta chọn là visible, là để khi mà chúng ta bố trí cái family này vô trong Revit thì chúng ta thấy nó hiện lên. Điều thứ hai là chúng ta chọn vô chỗ này family time, cho chiều cao ví dụ cái cây 3000. Entity data chúng ta chọn là render spline, tức là khi nó render nó ra này chúng ta chọn. Chúng ta nói bây giờ tôi đổi nó thành cái hình khác. Nhưng mà nếu là RBC, đây là những cái thư viện chỉ giới thiệu ở trong cái Revit thôi. Nhưng thật ra mà nếu mà anh nào mà cần quan tâm á, đó là xài cái kia. Vậy thì thông số chỗ này đúng không? Sau khi làm cái đó xong tôi load vào trong thư viện. Và tôi dùng cái thư viện đó tôi bố trí đây. Đó vậy thôi. Nhìn 3D. Khi tôi 3D nó tôi nhìn ở đây là đó. Tôi nhìn cái cây, nó là cái cây. Nhưng mà khi mà tôi render nó, có cái ấm ở đây nè, bấm nó render. Cái chuyện này tôi nói sao đi nha. Feta mà đồng chí nào mà cần làm tới cái chuyện mà render đẹp như là Badesmart á, tôi chọn region. Thực ra thì Revit nó render nội thất rồi cũng rất tốt. Cái bản từ 2010 tới đi nó render đẹp lắm. Đây. Chúng ta nhìn thấy này, chúng ta render thôi. Nhưng Revit render khá lâu, cho nên là Feta phải chuyển dùng những phần mềm render thời gian thực. Chúng ta render mới thấy được cái cây này. Đó là thấy cái tường kiến nằm ở đó này. Cái cây này khi render đó là 3D mà. Đó, thấy cái cây nó nằm đây. Đấy chưa? Đó, giờ lưu cái hình nó vô trong dự án để đó. Cái chuyện render đó tôi nói sao đi. Nội ngoại thất gì đó, vâng, chúng ta chỉ nói cái chuyện là family tiếp. Rồi, chuyện đó chúng ta sẽ nói render, sao nó có cái thư mục render trong view. Lớn cái phần view tôi sẽ nói. Bây giờ ví dụ như đó. Trong cái size này nè thì rất là dễ đó, bây giờ dày. Chúng ta mới ra ngoài. Chúng ta làm cho nó một cái, ví dụ tôi làm cho nó một cái cột. Ở đây nó có matrix column, cột là cột của kiến trúc.
đây nó có xuất sô column, còn này là cột, này là cột có kết cấu đúng không, cột chịu lực móng biết đã đài móng đâu móng biết đã làm hết. Giờ tôi nói, tôi làm cái column này trước đi. Vậy hai cái đó mà nhìn xuống dưới mặt bằng chúng ta thấy, giờ tôi vẽ cột chịu lực làm cái hình đơn giản nhất, chiều sâu bề rộng của nó đúng không, thì lúc đó tôi mới có các cái công cụ, công cụ này biết chưa, mấy công cụ này biết rồi, với cái này extrude plane nè, revolve nè, clip nè đúng không, là bữa hôm cái phần masking á mình biết rồi cách làm là tương tự. Bây giờ tôi vẽ một cái hình extrusion, tôi vẽ một cái hình nó vô đây nè, tôi có thể vẽ ngoài xong tôi align nó vô đó, nhưng mà kiểu này là tôi không muốn làm, tôi khóa nó. Bởi vì lý do, do tại sao mấy cái kích thước ở chỗ này nè, mấy cái này là mấy tên của mấy cái biến, tức là ra ngoài á, là cái kích thước cột mà nó thay đổi được, nó ràng buộc là ràng buộc cái mặt phẳng tham chiếu màu xanh này, chứ nó không có ràng buộc cái đường màu hồng hồng này. Cái đường này mình phải gá vào đây và khóa lại để này chỉnh sửa, ví dụ tôi sửa này ra ngoài tôi sửa 700 thì anh này nó giãn là 700 thì cái này nó giãn theo, hiểu không? Chứ còn nó thật ra mấy cái biến này là mình sẽ đặt lại, mà cái biến này tôi sẽ lấy từ trong một cái file Excel. Nếu mà file ta mà quan tâm đến phần đó còn nâng cao, ví dụ tôi kéo nó file Excel, tôi kéo một cái này ra, nó ra hình đồ khác. Rồi finish cái thì chúng ta thấy cái cột nó nằm ở đây, thì chúng ta nhìn nó 3D, nhìn nó mặt đứng của nó, chúng ta thấy cái cột nó nằm ở đây này, chúng ta align nó lên trên nè, khóa đây. Vậy thì tôi có hai cái biến số, đó là depth and width. Hai con số này hiện thời không quan hệ với nhau hết. Chúng ta sẽ lập công thức ở đây, đây như cái công thức ở trong Excel, ở sin cos gì đó, if L gì đây. Nếu kích thước cái đó nhỏ hơn 300 thì cái bề kia là 500, là nó nằm trong khoảng nào thì kia lại như đó, là cộng trừ nhân chi gì đó. Cái phần formula đó là cái phần rất hay. Và đấy, xong ta đẩy vào trong dự án đó. Vậy thì tôi có cái cột nằm đây, đó là cây cột, mà cái cột này cột của kiến trúc, nó không có chịu lực, chúng ta không thấy nó xuất hiện trong, không có cái sơ đồ tính, cái mô hình phân tích ở đây. Ở đây là cái đường khung dây, ở đây chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà xuất sô thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên cái cột này vẽ của kiến trúc thôi. Thấy cái cột này nè, nó đây nè, thông số nó đây nè, edit family số 7 đúng không, edit chúng ta nhìn vô, xin lỗi nha, đây nè, nhìn thông số này, thấy cái này là 800 802, thấy không, cái này sửa lại 400. Nhưng mà rõ ràng là hai này không có quan hệ gì nhau hết. Tôi nói tôi ra ngoài tôi edit nó, tôi nói nè, vô đây nè, cái này phải gõ cho đúng. Depth thì bằng width nhân 2, chia 2, ví dụ vậy, cộng trừ nhân chia gì, chỗ này tôi làm ở chỗ đó, đó là formula. Tôi đẩy vô vậy, hai biến nó có ràng buộc với nhau đó, đè thông số luôn, thì cái này nó ràng vậy. Cho nên là lúc mà tôi bấm tôi sửa ở đây nè, cái này này nè 500 thì ở đây còn 250 rồi, hiểu không? Nó gán biến với nhau vậy. Thì lúc mà làm một cái thư viện mà chi tiết đó, là những cái đối tượng đó nào mà anh làm giỏi, mà cái đặc biệt là mấy anh kết cấu mà nhà thép đồ mà nó không có gì quá, những cái cấu kiện không có gì quá đặc biệt, nó làm thành nguyên cái bộ đó, xong nó đẩy một cái là ra một bộ, đẩy quá là 30 giây ra một bộ khác, tự động chơi thức luôn. Thì cái đó là ở đây là có làm rồi, điều đó là các công ty họ yêu cầu. Tôi ra đây tôi làm cái này, nếu một cái family tôi làm lại cho nó cái, nhưng mà tôi lại xuất sô column cột kết cấu, thấy hai biến này không, thấy vậy thôi. Tôi lại tiếp tục là ví dụ như tôi làm cái này để extrusion, tôi làm lại một cái, thì lúc này tôi không vẽ riêng ở ngoài để đẩy vô nữa, tôi cũng vẽ hình thù gì kệ tôi, nhưng mà tôi nói tôi khóa thẳng luôn luôn cho nó dễ, và tôi bấm khóa. Giả sử tôi quên mất cái phía bên này thì tôi phải kéo nó ra, tôi thả vô thì nó xuất hiện ổ khóa trở lại, khóa luôn, hiểu không nào. Tôi finish và chúng ta ràng buộc nó lên trên, align, kéo này lên đây, thả lên đây, khóa luôn và đẩy vô trong dự án. Chưa đâu nha, chúng ta đang làm những cái chuyện hết sức đơn giản, hình dạng, biên dạng, ví dụ nó ra hai cái tiết diện, hai đầu hai tiết diện khác nhau, cột kết cấu, cột phép rồi đó, đó này, family số 8, hai con số là chỉnh được không, đúng không? Nhưng mà nếu nó đã là cái cột của kết cấu thì chúng ta nhìn thấy thông số đó bên này nó khác rồi nha. Còn cột bê tông đúng không? Lớp bảo vệ là nhiêu? Cái này sửa được à. Ràng buộc ở hai đầu của nó nè, đó là ngàm, là khớp, là gì đó, là gối kia gì đó vân vân. Kiểu chỉnh sửa gì, cái chuyện đó anh nào học Revit Structure tôi sẽ nói sâu hơn. Còn cái chuyện đó chúng ta biết là nó có thông số giống vậy. Vậy thì làm mà hai cái cột này được không? Đúng không? Xong chúng ta nói, chúng ta sẽ nói tiếp.
Rồi chúng ta mới nhìn ở đây, nó là new cho nó một cái family. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy là đó, column nó là ok đúng không? Bây giờ tôi nói vậy nè. Thì cái móng này cũng vậy thôi, foundation cũng vậy thôi, bình thường. Hay là chúng ta nhìn cái cột này. Giả sử tôi mở cái cột này cho coi. Tôi có một cái family column. Tôi có cái cột này. Cột nó vạt bốn góc hình. Đúng không? Cái cột này làm sao? Edit extrusion. Đúng không? Nó làm vậy. Thì bây giờ á, các đồng chí dựng cho tôi cái mô hình này là một nè, lát tôi lấy cái cột đó. Thứ hai cái cột đó lại này nè. Cột mà nó ốp kim loại ngoài, ốp nó ốp inox hay gì đấy ngoài nè, cái cột này là này. Cột này làm sao? Revolt nè. Nhớ là ràng buộc thông số lại nha. Đấy. Nó ràng buộc, làm ơn vẽ một cái dạng là bất kỳ, vẽ nó ra này. Vẽ cho một cái biên dạng đây xong nó revolt. Đây là cái trục quay mà. Nó quay thằng này thì nó sẽ tròn ở đây nè. Rồi nha, là hai cái cột đúng không? Vuông vũng vậy đó, cái này cột tròn, cái này hộp cột vuông nè. Cái này gỗ. Thôi, làm hai cái cột này thôi. Bây giờ ví dụ như đó, đi ra làm hai cái cột đó lại. Rồi chưa? Bây giờ các đồng chí có 5 phút để làm hai cái cột đó. Nếu chúng ta ràng buộc cái cột nó không đúng, nó sẽ biến dạng cái gì. Bây giờ tôi ra ngoài family. Tôi nói như bây giờ tôi làm matrix column, nhưng mà giờ xuất số column đi, ví dụ vậy. Với cái cột đó bây giờ tôi mới nói như vậy nè, tôi vẽ thêm rep line, pick line, tôi đẩy nó vô một cái đoạn, ví dụ giả sử tôi nói 20 ly, là nó chưa biết là gì nhưng mà tôi sẽ ràng buộc nó đó. Sau khi làm chuyện đó xong tôi đi vẽ cái này, extrusion. Đó, vẽ ra đây. Sau khi vẽ xong bắt đầu mới ra ngoài ràng buộc cho nó kích thước. Tự mình ràng buộc. Ok. Align. Kéo từ đây ra đây, 1. Từ đây ra đây là 2. Tương tự. Xin lỗi nha, từ đây ra đây nè. 3. Một cái nữa, nằm đâu? Hai cái đó đúng không? Cái này nữa là 4 nè. Tôi lại cho nó một cái kích thước, cái này có thước rồi. Vậy thì tôi mới đặt cho nó một cái tên biến, bây giờ mới nói chuyện nè. Chứ phải là tôi đặt cho nó một cái tên biến. Thước của chúng ta làm đây nè. Chúng ta mới bấm lên đối tượng này nè, chúng ta thấy trên label, trên cái thanh công cụ này chúng ta thêm một cái thông số. Thông số đó chúng ta thấy bắt đầu là thêm thông số đó. Đây là family parameter, còn cái gì dưới này kệ nó, Phan nói đã. Kể cả nó lấy ngoài là vô. Cái thông số này tên là A. Thông số này là thông số của kiểu đối tượng chứ không phải riêng cái thông số của cái đối tượng rồi đó. Kiểu đối tượng ví dụ một cái kiểu cột nhưng mà có 10 cái cột thì cái style đó là kiểu, còn instant là bản sao của nó. Ví dụ như tôi nói là kiểu đó là A, thông số nó là đây là kích thước mà nó sẽ gom vô nhóm nào đó, chúng ta làm chúng ta thấy có rất là nhiều thứ ở đây. Cái phần này là phần hay, cái đó là A thì cái này cũng là A. Tôi tự đặt tên biến lại. Và chỗ này cũng là A. Vậy thì AB A bằng cái này nó nằm cho cái này nó nằm trong nhóm order đúng không? Tôi bấm ở đây là tôi lấy modify lại. Anh này không nằm trong nhóm dimension mà nằm trong nhóm order chung với anh kia cho nó dễ. Chúng ta thấy nó nhảy xuống dưới. Vậy thì A bằng mấy lần của width vô đây. Chia cho 500 hả? Chia 25. Ok, apply. Được rồi, ok đúng rồi. Width thì bằng lại depth. Vậy đây bắt đầu nó ràng buộc nhau đó. Cộng trừ nhân chia vậy đây. Đúng không? Rồi chúng ta mới nhìn ra đây nè đó. Cái cách làm nó lại vậy đó. Chúng ta mới align nó lên. Thì không thôi là cái cột của chúng ta nó sẽ biến dạng ngay. Nếu chúng ta chỉnh thông số mà không chỉnh đều á, là nó sẽ biến dạng mỗi cái nó đi mỗi nơi. Vậy
gì thông số của cái này đâu. Đây nè, hiểu không? Thì cách làm nó là như vậy, cho nên là cái anh nào mà anh làm trong cái ví dụ một số anh mạnh làm nhà thép đồ chẳng hạn đó, nhà thép tiền chế đồ ông nội chịu khó làm, hay là những anh mình làm một số cái ví dụ như chuyên môn làm đồ mộc, đồ trang trí, đồ thất, làm hết tất cả đó vô em anh kéo một cái nó ra bộ cái tại chi tiết mẫu nó ra bộ thông số hết rồi, hiểu không? Rồi coi là làm lại cái này nè, nhìn nè, đây là một cách nữa. Đến khi mà tôi đưa ra mà các đồng chí không làm được, lúc đó cái gì cũng có hết rồi nha, không có không đùa đâu nha. Đây nè, ví dụ nè, giờ tôi làm vậy nè, tôi không xài cái template đó, tôi nói cái biến dev này là gì tôi vứt luôn, vứt hết mấy cái này, cái chữ EQ là gì tôi vứt luôn, nó còn lại này không à. Giờ tôi tự vẽ phép plan trở lại, tự vẽ lấy cho mình hai cái này là coi như là nó không đối xứng nhau luôn, dễ đại chúng ta mới hiểu cái chữ EQ đó là cái gì. Sau khi mà làm đó xong á, chúng ta mới nói vậy nè, để ý nha, tôi cho một cái kích thước, cái chuỗi kích thước liên tục kéo lên đây, có chữ EQ xuất hiện, bấm EQ là tự động nó đối xứng ra. Được chưa? Sau khi chúng ta làm được cái chỗ đó xong xuôi rồi á, chúng ta mới cho cái kích thước ở đây, cho kích thước ở đây, cái chữ dev với width nó mất tiêu rồi đó. Thì chúng ta mới nói là gì nè, cái chỗ này á là tôi đặt cho anh một cái biến, cái biến đó là A, còn dev width lúc này không còn ý nghĩa nữa, đặt tên là B. Thì A bằng mấy lần của B, dev width này không có ý nghĩa nữa, nó remove luôn, nó đâu còn gì nữa đâu, nó còn dính líu gì này nữa đâu mà dev với width. B A thì bằng B thì bằng A nhân cho 1.2. Rồi là cho thông số lại gần đây, biến này là biến do chúng ta tự chế rồi đó, chúng ta mới ra mới vẽ một cái hình chữ nhật ở đây nè, anh nào đó vẽ hình chữ nhật đây nè, kéo ra đây rồi bo mấy cái góc đó thôi, sau đó rồi khóa luôn. Ở đây nó có một cái công cụ nè, đây nè, fillet add, thấy chưa, fillet không, bấm vào đó mới nói là bán kính là bao nhiêu, nó bán kính đó hả bằng khoảng chừng 30 đi, bấm vào đây là tự động là nó fillet, còn thôi chúng ta tự làm lấy. Rồi vậy thì chỗ đó nó có chỗ này nó bo này nè, ra ngoài này cho nó một cái bán kính, được chưa? Vậy thì cái này tên là gì, R đi, thì cái này cũng là R, cái này cũng là R luôn, vậy thôi. Vậy thì vô đó mới nói là R bằng cái gì, R bằng A chia cho 30. Hiểu cái cách làm của chỗ này không? Chỗ này nó fillet rồi nè, thấy không? Đó. Đó, bây giờ Feta sẽ làm lại cái cột. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đây, chúng ta làm một cái family đi. Chúng ta làm một cái family ở đây. Chúng ta đã biết cách chế tạo các cái đối tượng cách đơn giản. Ví dụ như trong trường hợp này bây giờ á, mà trước khi mà tôi nói tiếp, ví dụ tôi làm furniture hay gì đó, vân vân, tôi nói sao nha. Bây giờ tôi làm một cái đo, metric đo, và sau đó chúng ta sẽ làm window. Có rất là nhiều thứ trong này mà chúng ta phải làm, đèn đó mà chưa làm gì hết. Chúng ta nói bây giờ chúng ta làm một cái đo, chúng ta làm một cái cửa đi. Chúng ta nhìn đây là cái mặt ngoài của cái phía ngoài nè. Đây là chúng ta thấy là cái nhìn xuống mặt bằng, đây là cái tường và đây là cái lỗ xuyên tường. Nếu làm cái đó chúng ta nhìn ra 3D thấy nó là đây, và chúng ta thấy là đây, đây là thông số, đây là một cái tên biến mà do chúng ta đặt thôi, cho nên nó không có ý nghĩa gì lắm ở đây. Ta đánh TL là nó đúng không? Thì chúng ta nhìn xuống mặt bằng của nó, chúng ta thấy đây nè, bây giờ tôi vẽ cái cửa một cánh trước, xong tôi làm cái cửa hai cánh. Thí dụ tôi vẽ một cái grep plan, đầu tiên tôi vẽ một cái grep plan từ đây ra đây,
làm gì làm là trong rebit là chắc chắn là phải có rep plan. Tôi mới nói là bây giờ nè, tôi vẽ tiếp một cái rep plan nữa đi từ đây đến đây để làm gì, tôi như coi như là bề rộng của cái cánh cửa, cái cánh cửa, cái bản lề nằm đây nè, lật ra đây đúng không nè. Thì chúng ta mới nói là giờ là tôi ràng buộc cái thước của nó, tôi đánh DI cũng được. Tôi nói giờ ràng buộc cái thước của nó nè, từ đây nè cho đến chỗ này nè là một thông số, từ chỗ này ra tới chỗ này là một thông số thứ hai. Khi chúng ta làm đó, chúng ta mới bấm lên đây nè, chúng ta nói là bây giờ tôi thêm anh một cái tên biến, cái thông số tôi đặt là A, cái chỗ này tôi đặt là B. Đó. Khi mà A, B như vậy rồi thì chúng ta mới gán thông số vô trong này, chúng ta mới nói là A bằng mấy lần của B, đúng không? Tất nhiên là chúng ta có thể ràng buộc với nhau, được chưa? Bây giờ chúng ta nói khoan, ở đây chúng ta mới nhìn thấy nè, cái thông số này á, thật sự là B, thì chúng ta thấy nè, cái B này chính là chúng ta vẽ một cái cánh cửa, cái B này chính là bằng cái width, B chính là bằng width. Tại sao lát nữa chúng ta mở cửa ra, cái cửa nó đóng vào đây là đúng không? Phải đúng, đóng bằng đúng cái này thôi. Chúng ta mới nói A bằng mấy lần của B. Ta nói mấy A bằng là B chia cho 25. Giả sử vậy, tôi nói cái đó 40 ly. Nhớ là cái bản lề nằm đây, sau đó chúng ta mới vẽ. Chúng ta mới nhìn thấy những cái công cụ đây để vẽ, nhưng mà chúng ta lưu ý một cái điều nè. Nó có cái Modeline. Modeline là cái đối tượng chúng ta vẽ 3D, 3D thì nó xuất hiện trong góc độ nào nó cũng hiện hết. Chúng ta cũng có một cái annotate, nó có một cái tên là symbolic line. Cho nên chúng ta nói là bây giờ là symbolic line là chỉ vẽ trong góc này thì chỉ nhìn góc này mới thấy thôi. Ngoài ra nhìn không thấy, chúng ta nói symbolic line. Và ta mới vẽ cho nó một cái hình, một cái hình chữ nhật đó, ta khóa hết mấy chỗ này. Được chưa? Sau đó ta mới vẽ cho nó một cái cung cong 3 điểm lấy từ chỗ này nè, đóng ra đây. Rồi kéo lại. Vậy thì cái bề rộng cánh cửa này chính là bằng A. Ở đây tôi cho một cái bán kính, kích thước bán kính là đây. Thì cái này chắc chắn, cái đó chính là bằng width. Chứ nữa, đúng không nè. Sau khi chúng ta nhìn như vậy rồi, chúng ta nhìn thấy là cái dấu này lật qua lật lại. Khi chúng ta mở cửa là tự động nó sẽ có cái dấu này, nó lật qua lật lại cho chúng ta. Rồi chưa? Đảo bản lề, đảo chủ lập. Chúng ta nhìn ra ở 3D, nhìn mặt đứng của nó, chúng ta thấy đây. Chúng ta nhìn ra ở dạng 3D, xin lỗi, nhìn ở 3D chúng ta thấy cánh cửa đây nè. Không nhìn thấy được cánh cửa mà chỉ nhìn thấy cái khoảng trống này thôi. Khi chúng ta nhìn được mặt bằng, chúng ta mới thấy được cái dấu này. Tại cái này được vẽ bằng cái gọi là symbolic line, cho nên nó không xuất hiện trong các cái vùng nhìn khác trừ cái vùng nhìn này thôi. Chúng ta nói vậy, tôi nhìn ra mặt đứng của nó, mặt trước. Mặt trước thì chúng ta thấy cái cánh cửa, chúng ta tôi vẽ rep line này, cái dấu này đúng không? Ta mới ra ngoài, ta vẽ nó bằng con đường extrusion. Tôi vẽ cho nó một cái hình chữ nhật và tôi khóa hết chỗ đó. Rồi chưa? Như vậy thì anh này dày như dày 250 ly không sao hết. Chúng ta nhìn ra chiếu cạnh của nó, hình lép. Chúng ta nhìn cái khối này nè, nó dài, nó rất là dày. Tôi kéo nó ra, đây là cái cánh cửa, đúng không nè. Bây giờ cái cánh cửa này nó dày 40 ly, giả sử vậy tôi nói chứ. Giả sử là cái cánh cửa này vô tới chỗ này 40 ly, tôi nói vẽ rep plan. Và tôi pick line, đẩy cái này ra 40 ly. Tùy thôi, mình muốn làm gì đó làm, tôi nói đẩy này ra 40 ly. Và tôi là line. Tôi nói nè, cái chỗ này làm chuẩn, đẩy này vô. Xin lỗi nha, align. Cái này làm chuẩn nè, đẩy cái này vô, khóa. Đẩy cái này vô, khóa luôn. Thì chúng ta mới nhìn thấy đây nè, nhìn ra 3D. Chúng ta định nhìn thấy cái cánh cửa nằm đây. Đồng ý không? Bị dày đã khống chế chưa? Khống chế rồi. Bây giờ chúng ta mới nói là cái cánh cửa này nhìn ra mặt ngoài, cho nó một cái lỗ thủng vào đó để làm cái tấm kiến. Ở đó nó có một cái void, extrusion. Tôi vẽ bất kỳ, ở đây tôi vẽ đại cái, đấy là cái cửa từ đây đến đây. Kích thước này ràng buộc vẽ thành rep plan, hiểu không? Sau đó lủng một cái lỗ xuyên qua bên kia, ta nhìn ở đây thấy cái lỗ nó lủng ở đây nè, thấy không? Cái lỗ này lủng ở đây nè, nhìn đi, được chưa? Thấy cái lỗ đó lủng ở đó. Khi nó lủng xuyên qua đó rồi thì chúng ta mới nói là nhìn mặt ngoài và ta cho nó một cái miếng kiến. Miếng kiến thì phải extrusion thôi, đẩy đây, cái cách vẽ rất là tuần tự đó, được chưa? Khóa vô nó, sau khi mà khóa nó finish một cái thì chúng ta lại nhìn ra lép, chúng ta thấy cái tấm kiến này rất là dày. Được chưa? Nó dày không? Bây giờ giả sử cái miếng kiến này nó dày 10 ly, tôi vẽ rep plan tôi pick. Tôi nói là anh này 10 ly. Kiến là kiến cường lực luôn, chừng nói là đó, kiến nó 10 ly nằm vô giữa đó. Và vậy tôi mới vẽ là align, tôi nói là đây nè. Khóa đây đi. Chỗ này nè, khóa đây đi. Vậy thì cái miếng kiến đó là nằm vô đây. Miếng kiến nằm đây.
Nhưng cái miếng kính này nằm đây tôi phải đổi vật liệu nó thành ra glass. Nhìn qua kia nó mới xuyên qua kia được. Đó là glass. Đúng không? Tấm kính xuyên qua đó. Tôi nói là cái cánh cửa này này tôi đổi vật liệu anh. Vật liệu nó là gỗ hay gì đó, tôi nói tôi đúc cái vật liệu default này ra, đúc nó ra tôi đặt tên nó là wood. Rồi tôi đổi lại vật liệu đó một cam này chẳng hạn. Rồi cái dân gỗ là cái gì đó là do tôi lấy thôi, tôi nói là lấy bằng cái này đi. Rồi, như vậy thì khi tôi nhìn ra 3D tôi sẽ thấy được nó. Nó đúng là cái này. Đúng không nào? Rồi tôi đẩy vô trong dự án, nhưng mà hiện thời chưa có dự án cho nên là tôi phải làm một cái dự án và tôi đẩy nó vô. Tất nhiên là tôi đẩy vô tôi xài vô đây tôi vẽ cái. Tôi vẽ nó cái wall. Cái wall này cao cho đến tầng này là vẽ kéo vào đây. Và tôi qua bên cái dự án của tôi lót cái cửa đó vô chứ dĩ nhiên. Cái family này nè. Đẩy thẳng vô trong dự án, nó hiểu là ở đây có một dự án một và vô nó luôn, nói thả đây. Thì chúng ta thấy cái cửa nó nằm ở đây. Nhưng nó có một vấn đề mà chúng ta phải sửa là chúng ta thấy chỗ này là sai nè. Bấm ở đây nè, gõ spacebar nó lật. Đúng không? Và chúng ta nhìn ra 3D thấy nó nè. Cánh cửa đó đó. Gì nữa? Đây nè. Cánh cửa nằm đó đó. Được chưa? Như vậy thì làm cái cánh cửa đó xong rồi chúng ta mới thấy một vấn đề là cái chỗ này là không đúng. Cái chỗ này nó không có xuất hiện trên bản vẽ, tôi bấm vào đó, tôi nói Edit Family. Và tôi nói nè, đây là cái điểm mà mấy anh em phải hết sức quan tâm, bấm vào đó. Và trên này nó có một cái đặc tính hiển thị, gọi là Visibility Setting, tức là cài đặt đặc tính hiển thị, nói nè. Cái đường này không được quyền xuất hiện trong mặt bằng sàn và mặt bằng trần. Đường này cũng không bị xuất hiện trong khi có mặt phẳng nào cắt ngang qua đó. Cái đường này sẽ được xuất hiện trong cái cấp độ hiển thị nào. Ví dụ anh nào vẽ cơ điện, anh sẽ thấy là cái ống nó đi đúng không? Ống nó đi là đi đường 2 nét đàng hoàng. Nhưng mà lúc mà nó biến thành đường 1 nét, thành thô, chế độ thô á, thì những cái đường ống nó mất đi, nó còn cái đường 1 nét thôi. Hiểu kịp không? Là cái cách nó cài đặt giống vậy. Rồi xong đó một cái, nói chỗ này nè có một cái nữa. Cái chỗ đó là đặc tính hiển thị. Chỗ đó cũng không được xuất hiện ở chỗ này và chỗ này. Đây nó có một cái lỗ gì ra đâu đây nè, cái miếng kiến miếng gì ra đâu nè. Kiến nó nằm ở đâu đây ta? Hình như là tôi nằm sai đúng không? Nó không nằm vô giữa cái cửa mà nằm vô đây. Kệ nó, ok. Ta đẩy vô trong dự án ta thấy override. Cái miếng kiến này nè, còn cái miếng kiến này nữa nè. Miếng kiến nó sai vị trí rồi. Hồi nãy mình phải offset nó nằm vô giữa kia. Nằm đây nè. Giờ miếng kiến nó nằm rời ra ngoài thấy chưa? Thấy không? Cái này nó nằm rời ra ngoài là sai rồi đó. Là do sao? Đáng lý là mình phải offset cái đường này vô nè, miếng kiến nó nằm giữa cái cửa, ai cho nó nằm ra ngoài. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm lại cái cửa này hai cánh. Cái cách làm như vậy, xong rồi phải ta làm. Tôi nêu một cái family. Nêu cho nó một cái family. Trên cái family đó tôi chọn là matrix đo bình thường. Vẽ cửa đi. Tôi mới vẽ cho nó một cái replen. Đi từ đây ra đây. Tôi vẽ cho nó hai cái replen khác. Bằng cách pick line tôi đấy, tôi đẩy ra anh là 40 luôn đó. Cửa nó dày 40 ly. Tôi mới vẽ cho nó đường kích thước đi từ đây đến đây là một chuyện. Cái kích thước từ đây đến đây là hai chuyện, kích thước đây nữa là ba. Kéo ra thẳng ra đây luôn đi. Rồi. Sau khi mà làm vậy rồi tôi mới gán cho nó một cái biến. Cái này tên là A. Cái này là B. Tùy mình đây, đó là B. Như vậy cái đó là B thì cái này cũng là B. Nhưng mà cái A này á thì bằng cái width này nè. Chia đôi. Đúng không? Nó đóng vào nửa cánh à. Nửa của cái lỗ đó. Và nó chính là bằng cái width này chia cho 25. Rồi tôi ràng buộc cái đó xong. Sau khi tôi ràng buộc cái đó xong xuôi rồi tôi mới nói như vậy nè. Tôi vẽ cho anh một cái gọi là Simulus Line. Kéo từ đây ra đây. Và buộc là phải khóa mấy ổ khóa đó. Tôi khóa thêm một cái nữa. Chúng ta sẽ có thời gian rất nhiều để làm cái family này. Ok, đây. Sau đó chúng ta mới vẽ nó cái cung cong. Từ đầu này đóng vô đây là một chuyện. Ra tới đây, đóng ở đây là hai chuyện. Cho một cái kích thước nữa, dimension đi từ đây ra đây. Đi từ đây vô đây. Và chúng ta nói cái đó chính là bằng A. Chắc chắn là bằng A. Cái này cũng là bằng A.
gì nữa. Sau khi làm cái đó xong, ta nhìn cái mặt đứng của nó và ta nói bây giờ nè, tôi vẽ cho anh hai cái cánh cửa bằng con đường extrusion. Một cánh nằm chỗ này nè, đi từ đây ra đây, khóa hết, muốn hở ra thì làm nữa, finish, nhìn ra mặt lép của nó, đúng không? Vẽ một cái lép plan big line 40 ly. Align nó vô. Nói rồi, để khoan coi cái cánh cửa nó phải kéo. Trong trường hợp này kéo nó rộng rộng ra nó dễ thôi, nó bị chồng lấn á. Ok. Align. Nói đường này nè, vô đây khóa. Đường này vô đây khóa luôn. Thì chúng ta nhìn ra 3D chúng ta có một cái cánh, một cái cửa nằm ở đây. Đây gì nữa. Đúng không? Bây giờ nếu muốn là chúng ta lại nhìn ra mặt đứng của nó, đục cho nó một cái lỗ. Cửa nó nằm đây nè. Cho nó một cái lỗ void. Void bằng cái gì đó là tùy mình khoét chỉ cái gì đó, nhưng tôi nói void đây nè, nên nhìn đây nè. Cái lỗ nằm tới đây thôi, hình chữ nhật. Cách làm nó là vậy đó. Sau khi làm đục đục cái lỗ đó xong, ta lại tiếp tục làm cái miếng kiếm vô đây. Finish. Và nhìn ra mặt lép của nó, cái miếng kiếm nó nằm đây nè. Bây giờ chúng ta thấy cái cánh cửa nó nằm đây rồi thì chúng ta làm chuyện gì? Rep plan big line, giả sử cửa đó 10 ly, tôi nói là cái miếng đó là cho là 10 ly luôn đi, thí dụ dòng bên này ra 10 ly đi. Tôi zoom này lên nè. Cái bây giờ cánh cửa này đây nè, 10 ly nè, nó set ở đây 10 ly nữa. Xong rồi align nó vô thôi. Align. Cái đường này nè. Chuyện này nó rất là thủ công, phải ta biết rồi, vô đây. Chỗ này vô đây. Như vậy thì chúng ta nhìn ra 3D thấy nó. Cái cửa kiến đó, đây là cái tên biến cho nên không có vấn đề gì hết. Cái cửa kiến nó nằm, cái miếng kiến nó nằm vô đúng chỗ này. Vậy thì đổi vật liệu nó thành ra là kiến đi, glass. Đẩy vô trong dự án. Tất nhiên là chúng ta có cái cửa hai cánh nằm đây. Nhưng cái cửa hai cánh này vẫn gặp cái tình trạng hồi nãy, tức là sao? Cái đường này nó có nè, đúng không? Chỗ này cánh này chưa vẽ, vậy thì bấm vào nó, Edit Family. Và vô trong người này nói là cái này á, là anh không, xin lỗi, anh không được quyền xuất hiện ở trong cái cấp độ này. Cái miếng, cái lỗ mà đục xuyên qua đó cũng vậy, anh cũng không được quyền xuất hiện ở chỗ này. Cái miếng kiến này cũng không được xuất hiện như vậy luôn. Rồi bây giờ chúng ta đẩy ngược trong dự án, đẩy ngược lại trong dự án và đè thông số luôn. Nó hỏi override, đè luôn. Thì chúng ta thấy nó mất chỗ này. Hiểu kịp không? Như vậy thì chúng ta sẽ làm lại cái cửa hai cái, một cái cửa đi một cánh và làm cái hai cánh vậy. Rồi xin mời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đấy một cái window. Thực ra thì khi chúng ta làm cái new một cái family ở chỗ này nè, chúng ta có một cái tên là metric nhưng đo nhưng mà là curtain wall, là cái cửa mà gắn lên mấy cái tường kiến này. Rồi cái chuyện đó chúng ta sẽ làm sao đây? Bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện là chúng ta làm một cái metric window. Ở đây cái metric window nó có một cái là window mà gắn lên curtain wall, gắn lên tường kiến, window with trim, tức là nó có cái đố cửa đây. Và chúng ta có một cái gọi là metric window, chọn cái đó. Thì chúng ta mới nhìn thấy là mặt ngoài của nó và mặt trong của nó. Bây giờ chúng ta mới nhìn ra 3D, nhìn đây nè, nhìn ra 3D. Cái lỗ mà chúng ta lỗ xuyên tường mà chỗ window này gắn vô là nó hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta nói cái lỗ này là một cái hình thù nào đó, chúng ta mới bấm nhìn xuống mặt bằng của nó, sửa đó, ra lên đây nè, ra chuột ở đây bấm chuột trái một cái, trên đó chúng ta mới nói vậy nè, edit sketch. Edit sketch thì nó hỏi anh nhìn mặt ngoài mặt trong, nó nhìn mặt trong ra cũng được, không sao hết. Đây nhìn trong thì ra, đây là biên dạng của cái lỗ mà xuyên từ, tôi mới nói bây giờ tôi vẽ cho nó một cái. Rồi ra cái đó, dứt cái này ngay. Thì tôi finish một cái nó ra cái lỗ. Cái lỗ xuyên tường nó ra hình này. Được chưa? Bây giờ tôi mới làm cái khung cửa bọc bằng gỗ chạy xung quanh cái này, bằng cách là trên này tôi dùng cái gọi là sweep. Sweep, khi tôi bấm lên sweep thì nó hỏi tôi nè, bây giờ anh vẽ cái đường dẫn hay là anh chỉ đường dẫn? Chọn. Nói pick path nói nè, nó đây nè, đây nè, đây nè. Đây mới là cái đường dẫn của cái chuyện cái khung gỗ của xung quanh cái này. Và tôi nói xong rồi. Sau khi xong rồi tôi mới nói là bây giờ nè, edit profile. Tôi sẽ vẽ lên cái này. Đúng không?
Nhưng mà muốn vẽ lên nó, tôi cái khoan đã, bỏ đó ra đã, nói là bây giờ nè, bấm F8, chọn cái mặt phẳng làm việc là anh orient to a plane và quay nó về cái mặt phẳng gọi là profile plane, thì mới quay cái mặt này về đúng hướng đó. Chúng ta thấy là nó quay về đúng hướng đó, mặt phẳng làm việc nó đang nằm ở đây rồi, nhưng chúng ta không thấy được cái lỗ xuyên tường đó, cho nên chúng ta phải để ở dạng là khung dây là wireframe. Sau ở dạng khung dây là wireframe rồi, chúng ta bấm vô là profile, edit profile và bắt đầu đi vẽ. Tôi nói dạ, cái khung gỗ nó chạy từ đây ra đây nè, đó nó dạy hình thù gì đó không biết, nó do mình thôi. Ra đây, đây là cái biên dạng của cái khung gỗ đó, khung gỗ này nó chạy vòng hết cái cánh cửa, chúng ta nhìn ra 3D thấy nó nè, chúng ta thấy là nó nằm đây nè, hiểu kịp không? Nó chạy vòng trong cái đường dẫn đó, finish một cái, finish luôn thì nó ra được cái khung đó, chính là cái này rồi chưa, nó chính là cái khung gỗ đó, nó ở cái khung gỗ đó. Xong rồi chúng ta mới nói như vậy, xin lỗi nha, bây giờ chúng ta mới nhìn xuống đây là hit the line, ta nhìn thấy là đây khung gỗ là đây. Bây giờ vẽ cái cánh cửa ở đây thôi, nhìn xuống mặt bằng vẽ cánh cửa, mới nói là bây giờ lấy cái rep plan là đây đi ha. À, tôi nói cái cánh cửa đó tôi vẽ một cái rep plan pick line đẩy ra 40 ly chẳng hạn, nói 40 ly pick line đẩy ra đây. Tôi mới nói là tôi set work plan, muốn làm gì làm, nó set work plan, nói pick a plan ok, chỉ lên cái đường này nè đó. Nó nói nhìn mặt ngoài mặt trong, nói thôi mặt ngoài nhìn vô cũng được, thì trên cái mặt ngoài này nè, cái mặt phẳng làm việc nó đang hiện ở đây nè, rồi chưa. Bây giờ tôi mới nói tôi lấy đúng cái này, tôi vẽ cái khung gỗ rồi ti gì đó, mặt trời mặt căng trời ngôi sao gì đó ở đây, xong tôi mới vẽ kiến vô trong cái cánh cửa đó vậy thôi. Tôi nói ok, extrusion bằng con đường là pick line, nói là đây là một đường, đây là hai đường, đây là ba đường ở cái khung đó trước, xong rồi anh offset vô trong này cho tôi là khoảng chừng 50 ly, một đường, hai đường, ba đường vậy thôi. Nói cái này lên 25 nha đó, xong rồi ta trim này lại. Rồi chưa, cái này nó dày 250, nó hay dày 250 thì nó ok, nó nói là không được giao với nhau, để tôi xem coi. Continue, chỗ này đúng là phải trim luôn. Ok, và chúng ta nhìn xuống mặt bằng, chúng ta thấy cái nó dày cui rồi, 250 nó nằm đây nè, chúng ta align nó vô thôi, gì nữa. Rồi như vậy thì ở đây cái cánh cửa này nè, nhìn ra 3D nó đây nè, đây nè, đúng không? Đây nè, rồi chưa? Bây giờ cái miếng kiến ở trong này làm được không? Vẽ miếng kiến này vô, xong rồi tiếp tục xét thông số của nó trên mặt bằng nè. Cái này là đặc tính hiển thị, là anh không được quyền thấy trong mặt bằng sàn, mặt bằng trần, không bị thấy khi bị cắt ngang nó ở cấp độ hiển thị nào đó. Rồi tiếp tục làm các thông số đó, cái này có không? Yes. Và đẩy vào trong dự, xin lỗi, đẩy vào trong dự án. Và đây tôi có một cái window nằm ở chỗ này, cái window của tôi đó là cái đó. Và tiếp tục hoàn thiện cái này, vẽ hai cánh cửa đây rồi, phải ta làm.